Nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần phó chúc mà làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà đến lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được thọ ký. Bấy giờ, các phần thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình rơi lệ ai luyến mà bạch Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, khiến con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Các phần thân của con thị hiện ở khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều như các sông Hằng. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi một thân đó hóa độ trăm ngàn muôn ức người, khiến cho họ quy kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến được niết bàn an lạc. Những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi, một mảy lông tơ, con đều độ thoát lần lần, làm cho họ được lợi ích lớn. Con cúi mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: lành thay, ta hỗ trợ cho điều ông muốn để ông thành tựu được các hoàng thệ nguyện đã lập. Từ số kiếp lâu xa đến nay, việc quảng độ xong rồi, ông liền chứng quả Bồ Đề. Phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Lúc đó, Đức Phật mẫu Ma Dạ phu nhân cung kính chắp tay hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phủ tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Ngài Địa Tạng đáp rằng: Trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục, nơi có người nữ hoặc không người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, cho đến cả Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Này tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phủ chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Phật mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nói với thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phủ Đề là như vậy, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu hủy báng Tam Bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ làm nhơ nhuốc tăng ni, hoặc tứ tình hành dâm trong chốn giả lam, hoặc giết hại, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sanh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không được. Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng: Thế nào gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi, địa ngục lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau, thứ kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp vòng hơn 8 vạn dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao 1 vạn dặm, trên thành có lửa tụ, không chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác, chỉ có một ngục tên là vô gián. Ngục này chu vi 1.800.000 dặm, từ ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắt và có lửa cháy suốt trên xuống dưới. Và có lửa cháy suốt trên suốt dưới. Trên từng ngục có rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường. Ngàn muôn người thọ tội thì mỗi người cũng đều tự thấy thân mình đầy chật cả giường.
Đó là do các nghiệp trước cảm mà gặt lấy quả báo như thế. Lại nữa, các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở, như có cả ngàn trăm dạ xoa cùng các ác quỷ, danh nành như đao kiếm, mắt như ánh điện chớp, tay có móng đồng lôi kéo người tội, lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sát lớn đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên không và hứng lấy, hoặc để lại trên giường. Lại có chim ưng bằng sắt mổ ăn mắt người tội, lại có rắn sắt quấn cổ người tội. Tội nhân còn bị đóng đinh dài vào các khớp xương và nóng đốt trong thân, kéo lưỡi cày bừa móc ruột, bầm chặt rót nước đồng vào miệng, quấn sắt nóng quanh thân, muôn lần chết đi sống lại. Nghiệp cảm như thế trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Thế giới khác đó hư hoại thì chuyển sang phương khác. Lúc phương khác đó hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi, rồi sau khi thế giới này thành thì trở về lại. Những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế. Lại do có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm? Một là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt nên gọi là vô gián. Hai là một người cũng đầy trật, nhiều người cũng đầy trật nên gọi là vô gián. Ba là có những khí cụ hành hình người tội như cái chìa, gậy, chim ưng, rắn, chó sói, chó, cối, cưa, đục, rũa, búa, rìu, vạc dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống, nghiền đầu, nước sắt nóng dưới thân, và khi đói thì nuốt viên sắt, khát uống nước sắt, quanh năm suốt kiếp cho đến na do tha kiếp khổ sở triền miên không hề gián đoạn nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận kẻ nam người nữ, khương hồ di địch, người già kẻ nhỏ, kẻ sang người hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ gây tội ác thì chiêu cảm lấy nghiệp, tất cả đồng chịu như nhau nên gọi là vô gián. Năm là nếu bị đọa vào địa ngục này thì từ khi mới vào cho tới trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm để muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Muốn cầu tạm ngừng trong chừng một niệm cũng không được, trừ phi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh. Do cứ liên miên như thế nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng ra về tên của những khí cụ hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó thì trong suốt một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Mà già phu nhân nghe xong, yêu sầu chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai nên chia được thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ước thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Còn này lại được Đức Phật phó chúc, từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Con xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, những chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả. Làm thiện, làm ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong ngũ đạo, chẳng tạm ngừng ngớt. Trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng nạn, như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được, rồi lại mắc vào lưới vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội, thì ta còn lo gì nữa. Nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Vương cùng bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát, lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Vào thuở quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha không thể nói hết số kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ sáu vạn kiếp. Khi chưa xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện, nhiêu ích chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác. Hai vua bèn bàn tính, quảng thiết phương tiện. Một vua phát nguyện,
Tôi nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy không sót một ai. Bổn vua thì nguyện như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui. Cho đến đắc quả Bồ Đề thì tôi nguyện chưa thành Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Vị vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết chí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ chưa chịu thành Phật đó chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lại trong đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Vị La Hán bèn hỏi: Ngươi muốn cầu điều gì? Quang Mục thưa rằng: Ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt và song chưa rõ thân mẫu con thắc sanh về đâu. Vị La Hán cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác vô cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi Quang Mục rằng: Thần mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác chịu cực khổ như thế? Quang Mục thưa rằng: Tánh thần mẫu con chỉ thích ăn cá ba ba cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn. Nếu tính đếm số sanh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Tử Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân? Vị La Hán xót thương bèn lập phương tiện khuyên Quang Mục rằng: Người phải chí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Quang Mục nghe xong liền từ bỏ những thứ yêu thích rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng và lại đem lòng cung kính khóc thương chiêm lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng: Chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa bé đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: Nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi, đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Quang Mục nghe nói biết là mẹ mình chẳng sai nên nghẹn ngào thương khóc mà nói với con kẻ tỳ nữ rằng: Đã là mẹ tôi tất biết bổn tội, do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Còn kẻ nữ tỳ đáp rằng: Do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó mà tôi vẫn chưa được giải thoát. Quang Mục hỏi rằng: Những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Còn kẻ nữ tỳ đáp rằng: Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả 100.000 năm cũng khó mà kể cho hết được. Quang Mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi thì không còn trọng tội, cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Cú xin thập phương chư Phật tử bi thương xót lắng nghe con, nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng: Như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa, con xin đối chức tượng của đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: Kể từ nay cho đến 100.000 muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi, thì sau đó con mới thành chánh giác. Phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, người quả có lòng đại từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi sẽ thọ sanh làm người phạm trí sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như cát sông Hằng. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thần mẫu của Quang Mục là Giải Thoát Bồ Tát.
Còn Quang Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát đã có lòng tử mẫn, lập thệ nguyện nhiều nhất các sông Hằng, quảng độ chúng sanh như thế.